Xuống xoắn rồi coi như ra ngoài được rồi. Bây giờ nó bó lạc gia đâu? Phật giá, sau khi chúng ta vào thiên thạch đồng, tất cả chỗ này đều thay đổi bất thường. Các cửa động này cũng không giống lúc chúng ta vào. Lần thứ ba chúng ta vào động, xung quanh đều có vết tích bị nổ, bây giờ biến mất hoàn toàn rồi. Thời gian không đúng, môi trường không đúng. Thế giới này vốn dĩ không phải thế giới của chúng ta. Nói như vậy, thiên thạch động vừa rồi chính thức là chiếc chìa khóa để chúng ta đến đây. Vậy nếu đúng là như vậy, chúng ta có thể đi ra từ đây, chứng minh thứ bên trong cũng có thể đi ra từ bên trong. Thế mới nói phong thủy trận mà chúng ta nhìn thấy ban nãy chính là để ngăn cản thứ bên trong bước ra ngoài. Thứ bên trong đấy vốn dĩ không thuộc về thế giới này, cho nên chúng ta mới đến đây. Ngược lại là nhị gia, nhị gia tuyệt đối sẽ không ở trong thế giới này một mình đâu. Nha đầu, nha đầu. Nhị gia, anh về rồi. Đừng giặt nữa. Đừng rời xa ta nữa.
Đây còn là thành Trường Sa mà tôi biết không vậy? Bản hiệu mà tôi treo sao không thấy? Nơi này chắc chắn không phải là Trường Sa. Chúng ta không hề biết nơi này. Phó Giả đi đâu thế? Về nhà. Về nhà hả? Đúng rồi, tôi cũng phải về nhà. Tôi cũng về nhà xem thử. Xem thử con rùa nhỏ đó còn không. Bác Gia, anh đi đâu thế? Tôi về nhà. Anh ở lại đây xem thử còn ai quen biết nữa không. Nếu còn thì tập hợp ở nhà Phật Gia. Được. Chú ý an toàn, Bác Gia. Trương Khải Sơn. Con quỳ xuống cho ta. Lúc phụ thân đưa Trương gia ta rời khỏi Đông Bắc đã bị người Nhật, hơn nữa còn do ta đích thân mai táng, vậy người này không thể là phụ thân được. Tuyệt đối không thể. Ta hỏi con, tại sao chúng ta phải ẩn giấu danh tính, không để người nhà Trương gia tìm được? Vậy tại sao chúng ta lại rời khỏi cổ lầu của Trương gia ở Đông Bắc, thoát khỏi số phận của gia tộc? Nhưng con lại làm gì hả? Con động đến thứ không nên động tới. Con đã phá hoại cân bằng của hai thế giới. Hôm nay con đi đến bước đường cùng này đều do con đáng nhận lấy. Chúng ta đã tốn biết bao nhiêu công sức, khó khăn lắm mới rời khỏi được Đông Bắc. Coi cậu đi, rốt cuộc cậu bây giờ đang làm gì hả? Suốt chặng đường hy sinh biết bao huynh đệ, biết bao đứa trẻ, lại gặp phải người Nhật. Cuối cùng người sống sót rời đi chỉ có một người của Trương gia, chỉ có Tam Thành. Tam Thành, con của ta chết đi trong lòng ta, nhưng vợ của ta chết ở đâu ta cũng không biết. Đều tại Trương Khải Sơn cậu. Đều tại cậu. Tại cậu hết. Hành động bây giờ của cậu hại họ chết oan uổng. Đều tại cậu đấy. Chết oan hết. Không phải cha từng dạy con phải chịu trách nhiệm với người trong thiên hạ sao? Để ngăn cản âm mưu của người Nhật, con mới đi xuống mộ. Lẽ nào con sai rồi sao? Không đúng. Người nhà họ Trương sẽ không mềm yếu như vậy. Các người là cái thá gì? Nói. Nói đi. Các người là. Chúng tôi chết quá uổng, đều là vì Trương Khải Sơn cậu. Cậu phá hoại sự cân bằng, chúng tôi chết quang rồi. Tất cả chúng tôi đều chết quang rồi. Đều là tại cậu. Là cậu.
Nha đầu. Nhị gia. Cây hoa hồng trong nhà chỉ có em mới có thể chăm sóc tốt. Em vừa đi, chúng liền khô héo. Ta chỉ có thể mở mắt nhìn chúng dần chết đi. Ta chỉ quen uống loại trà em pha cho. Người khác pha không có mùi vị em pha. Em biết em đi như vậy mang đến cho ta bao nhiêu phiền phức không? Sau này không có sự cho phép của ta, em tuyệt đối không được một mình ra đi trước. Biết chưa? Nhị gia, anh nói gì thì là cái đó. Đói chưa? Chúng ta ra ngoài đi dạo đi, ăn chút gì đó. Sau đó làm cho em bộ quần áo mới, được không? Được. Không vội, từ từ thôi. Thời gian của chúng ta còn nhiều. Hai con rùa nhỏ đâu rồi? Đến chút mày cũng rời bỏ tao, không có lương tâm. Ông tổ, con thắp hương cho người đây. Khắp thành Trường Sa này, e rằng chỉ có mình ta là không thay đổi gì. Tiểu Mãn, bụng ta đói cồn cào lên rồi, còn phải tự nấu cho mình ăn nữa chứ. Từ khi ở trên tàu về, cũng lâu lắm rồi không được sống trong những ngày tháng như thế này. Tên Tiểu Mãn thối này đi đâu rồi? Vẫn còn giữ lại rượu cho mình. Tốt quá. Cậu nói xem, cậu không ở đây làm tôi phải ăn tối một mình, mệt chết đi được. Thêm một ly nữa nào. Nhị gia. Nhị gia. Nhị gia. Nhị gia không có nhà. Đi đâu vậy chứ?
Phật gia, tôi đang tìm ngài đây. Tôi đến nhà nhị gia, lại vòng về nhà, phát hiện ra chỗ chúng ta đang ở đúng là có vấn đề, không hề bình thường. Phật gia, ngài cũng thấy rồi sao? Ngài còn nhớ không, khi chúng ta xuống mộ, trên trời có hình nửa mặt trăng. Tôi nhớ rất rõ ràng, bởi vì tôi dùng cách này để bói cho người ta rồi. Thế nhưng sau này lại trở thành hạ quyền quyệt. Lẽ nào là do chúng ta ở trong mộ nửa tháng? Anh có phát hiện ra cái gì nữa? Trong phòng của tôi có hai con rùa cũng không thấy nữa. Thế gian này sao lại phản ngược chúng ta như vậy chứ? Tôi nhìn thấy cha tôi. Cái gì? Cha ngài? Phật gia, cha ngài không phải đã qua đời rồi sao? Không phải đã quy tiên rồi sao? Tìm nhị gia về đây nhé. Tìm nhị gia đi. Được. Ông chủ. Lão bản. Ông chủ. Nhà đầu. Nhà đầu. Tôi đói rồi. Anh nấu cho tôi bát mì ăn đi. Được thôi. Ăn mì đi. Nào. Ngon không? Em cùng ăn đi. Nào. Đến rồi, đến rồi. Mì đến rồi đây. Ngon không? Ngon. Đây là do em nấu đấy. Nhà đầu yên tâm, bắt đầu từ hôm nay sẽ không còn ai bắt nạt em nữa. Mì em nấu là ngon nhất.
ở bên em ngàn thu vạn kiếp, ở bên em đến mãi mãi về sau. Ca, cả cuộc đời em mãn nguyện, không hối hận. Chúng ta qua bên đó xem. Nhị gia, nhị gia. Phật gia, lão bác. Tại sao các anh lại qua đây? Anh có thể ra khỏi cổ mộ, vì sao chúng tôi không thể chứ? Không phải phu nhân, cô thật sự ở đây sao? Nhà đầu bái kiến Phật gia, bác gia. Mẹ ơi, Phật gia, đây rõ ràng là hồn ma phải không? Có thể nói riêng vài câu không? Ở đây đợi tôi. Tôi biết anh muốn nói gì. Nha đầu. Không chỉ nha đầu. Tôi ở nhà còn thấy người cha quá cố của tôi. Nhưng tôi đã chính tay chôn cất ông ta. Vậy thì chắc chắn anh phải hiểu rồi. Tôi không hiểu. Người chết đi không thể sống lại. Có một số chuyện cứ chôn sâu trong lòng là được rồi. Anh thực nói đừng nghĩ đến chuyện muốn thay đổi thế giới này. Đây không phải là nơi chúng ta nên ở. Chúng ta không đi không được. Nhị gia, anh có nghe Phật gia nói gì không thế? Nghe thấy rồi. Nghe thấy rõ mồn một. Đúng. Đây không phải là nơi chúng ta nên ở. Mời Phật gia và bác gia đi đi. Anh làm vậy là có ý gì? Thế giới này quả thật có âm dương xa cách. Nhưng làm sao Phật gia biết được? Thế giới bên ngoài thì nhất định là thật chứ. Thế giới bên ngoài tôi không biết là thật hay giả. Nhưng mà nơi này chúng ta đang ở thì chắc chắn là giả. Là thật, là giả. Giả, giả, thật, thật. Đâu là thật, đâu là giả. Đối với tôi không quan trọng nữa. Tại sao cứ phải cố chấp như vậy chứ? Đối với tôi, nơi có nha đầu chính là thật. Nhị gia, anh nghe tôi nói một câu. Thế giới ở đây đều là giả. Không lẽ anh định ở lại trong thế giới ảo này cả đời sao? Có gì không được? Vì quật hồng tôi thôi thớp ngay tàn, sống đến bây giờ là để cho Phật gia hoàn thành đại nghiệp. Tôi xuống mộ, tìm ra bí mật trong cổ mộ. Đối với cổ môn, đối với tổ tiên tôi, tôi đã tận hết chức trách rồi. Khoảng thời gian còn lại, hãy để tôi chịu trách nhiệm với nha đầu đi. Anh đứng lại cho tôi. Nhị gia, vừa rồi anh thấy rõ rồi chứ? Nơi này mặt trời mọc và lặn như vậy, ngày ngắn đêm dài. Thật ra tất cả mọi thứ ở đây đều trái ngược với chúng ta. Nhị gia, bọn họ đang nói gì vậy? Sao em không hiểu gì hết? Không sao, em không cần biết bọn họ nói gì, cứ nghe theo anh là được. Nhị gia, Phật gia, đừng đuổi theo nữa. Chắc nhị gia đã điên rồi. Chúng ta hãy tìm cách khác đi. Chúng ta tuyệt đối không thể để nhị gia ở lại trong thế giới này. Thế giới này quá quỷ dị. Nhị gia lại đây rất nguy hiểm. Nhị gia quá nặng tình với phu nhân. Phật gia, bác gia. Thằng nhóc này lấy ngựa đâu ra thế? Bên đó có một tàu ngựa. Tôi thấy không có ai trong nên dắt đại mấy con đi. Còn cả Phật gia và bác gia nữa. Nha đầu, anh nhớ em. Nhị gia, anh nói gì vậy? Chẳng phải chúng ta đã ở bên nhau suốt cả ngày sao? Vẫn chưa đủ. Anh muốn một năm, mười năm, một trăm năm.
đối với anh, ở bên em mãi mãi không bao giờ là đủ. Được. Cuộc đời này chúng ta không đủ, kiếp sau vẫn sẽ làm vợ chồng. Được. Kiếp sau vẫn làm vợ chồng. Nha đầu, nha đầu, nhị gia, đừng giặt nữa, đừng giặt nữa. Em nhìn tôi đi, đây là chiếc màn mà anh thích nhất. Chiếc màn này quý giá, phải giặt từng chút một bằng nước. Giao cho người khác, em không yên tâm. Bỏ cái màn chết tiệt này đi. Nhà đầu, tôi sẽ đưa em đi, rời khỏi chủ quỷ quái này. Chúng ta đến Dương Nam, đến xem thứ em muốn nhất. Thương Sơn Nhĩ Hải. Bây giờ đi, bây giờ chúng ta đi, bây giờ đi. Chiếc bàn này quý giá, phải giặt từng chút bằng nước. Giao cho người khác, em không yên tâm. Nha đầu, em đừng như vậy mà. Nha đầu, nha đầu, nha đầu, xin lỗi, ta sai rồi. Nha đầu, ta sai rồi, ta sai rồi. Ta không nên yêu cầu 10 năm, 100 năm. Chỉ cần em một ngày thôi, hãy ở bên ta một ngày thôi. Như vậy là đã thấy đủ rồi. Nha đầu, nha đầu, chỉ một ngày thôi. Phật gia, từ phía ở Trường Sa, chúng ta đều đã đi qua rồi. Có phải giống như tôi nói, những nơi mà trước đây chúng ta chưa từng đi qua, ở đây hầu như không có, đều là sương dày thôi. Đúng rồi, Đông Bắc và Bắc Bình, hai nơi đó nó không chừng vẫn còn. Còn thì đã sao? Không phải anh nói đều là giả tượng sao? Có điều nói đi cũng phải nói lại, vị gia thật là đáng thương. Phu nhân thì chết rồi, giống gì đã buông xuôi. Nhưng bây giờ thì sao? Cho tàn lại cháy. Chỉ là chuyện này muốn dập tắt khó lắm. Nếu như đây là nơi người chết tập hợp, chúng ta không cần ở lại. Hơn nữa tình hình bên này chúng ta chưa rõ, quay về rồi nói. Đi. Nha đầu. Giặt xong cái này chúng ta không giặt nữa. Được không? Không giặt nữa. Tại sao lại đến đây? Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta nên đi thôi. Tôi đã nói rõ rồi, về tình về lý các anh đều không nên can thiệp. Mau rời khỏi đây đi. Nhị gia, tình hình bây giờ thay đổi. Chúng tôi đã kiểm tra trong thành một lượt, phát hiện đây là địa bàn của người chết. Còn nữa, xung quanh chỗ này đều là xương dày, không có biên giới. Bây giờ còn lại thành Trường Sa này thôi.
Vậy thì đã sao? Nếu chúng ta không đi, bị nhốt ở đây không đi được đâu. Nếu thế thì đã tốt. Ta không có trí lớn bay cao như mấy người. Một mình tôi đầu óc lại tỉnh táo. Cho dù chỉ còn là căn nhà nhỏ này, ở đây cũng cam tâm tình nguyện. Anh muốn làm gì? Tôi nói cho anh biết, những gì anh nhìn thấy tất cả đều là giả, bao gồm cổ cũng là giả. Sao lại muốn ở lại nơi này? Rõ ràng biết tất cả không phải là thật mà. Cổ là thật, cổ là thật. Cổ có thể nắm tay tôi, có thể nói chuyện với tôi, có thể tẩy trần gì tôi. Cổ là thật. Được, cổ là thật. Dẫn cổ đi cùng đi. Đi, chúng ta đi. Để đến được chỗ thiên thạch đồng, anh sẽ biết rốt cuộc cổ có thật hay không. Đi thôi. Không dám đi đúng không? Anh sợ đến đó cổ sẽ hồn bay phách tán, chết đi một lần nữa. Tôi không quan tâm, cổ là thật. Nếu bây giờ anh không đi, anh cũng sẽ chết ở đây. Đúng vậy, dị gia, ở đây vô cùng nguy hiểm. Chúng ta mau chóng ra ngoài đi. Nha đồng, em nguyện đi cùng tôi không? Dì gia, anh nói chúng ta đi đâu? Chúng ta sẽ đi đến đó. Được rồi, tiếp theo chúng ta phải đi một lần nữa. Nha đầu, em sợ không? Không sợ. Còn đứng đó làm gì? Mau dẫn đường đi. Đi. Con nhất định sẽ ghi nhớ tổ quấn của Trương gia, không để các bậc tiền bối thất vọng. Lúc đó suy đoán của Trương Khải Sơn không sai. Từ khi bước vào huyệt mộ thiên thạch đồng, mọi người đã bước vào một mộng cảnh quỷ dị. Năng lượng thiên thạch đồng giải phóng khiến cho sóng não của mấy người nảy sinh tương tác, hút hết những mảnh ký ức của tất cả mọi người đó, xây dựng một thế giới hư ảo trước mắt bọn họ. Phật gia, hình như không thấy Trần Bì đâu. Cẩn thận phòng bị. Được. Nha đầu, sao vậy? Hơi mệt. Hay là chúng ta nghỉ ngơi? Sao rồi? Đỡ hơn chưa? Ngủ một lát đi. Mấy vị làm tôi tìm vất vả quá. Đã nói là cùng xuống mộ, sao giữa đường lại không thấy đâu nữa? Cậu bị ngốc hả? Bản thân học nghệ không tinh thông, không theo được lại còn trách chúng tôi. Bác gia nói năng tích đức chút đi. Nói tôi học nghệ không tinh thông, sư phụ tôi còn đang ở đây đấy. Tôi đã sớm không còn đồ đệ nữa rồi. Thấy chưa, sư phụ cậu đã nói như thế. Đà chủ, nhìn kìa, không biết bọn họ lấy được thứ gì. Chúng ta có cần? Tuy rằng chúng ta gặp nhau ở đây, Phật gia, chi bằng đoạn đường tiếp theo làm bạn. Đi cùng nhau. Đạo bất đồng không thể cùng mua đồ. Muốn đi cùng đường với tôi, cậu không đủ tư cách. Nhị gia,
Sư Lương, Phật gia, đừng. Trần Bì, không được làm hại sư nương. Làm hại. Sư nương. Sư nương. Sư nương. Sư nương. Người chưa chết. Sư nương. Sư nương. Sư nương tỉnh lại đi. Sư nương. Sư nương. Sư nương. Sư nương. Con biết là người chưa chết mà. Sư nương, con biết là người chưa chết mà. Con biết ngay. Phật gia, mày dám đi theo tao? Mày dám đi theo tao? Mau rời khỏi đây này. Được, đi. Phật gia, cuối cùng mọi người cũng ra rồi. Sau này đừng để chúng tôi làm công việc canh cửa này nữa. Đừng nói nhiều. Tìm xe đưa họ về nghỉ ngơi. Dân, nào. Phật gia, nha đầu, chuyện này trước mắt tôi cũng không giải thích rõ được. Tình hình phức tạp. Nói chung núi khoáng này rất nguy hiểm. Thank you.